Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh Gia Hộ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục với kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ ba, niệm Phật công đức. Bản kinh này vào đời Tấn, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch từ tiếng Phạn ra chữ Hán, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Chúng ta nhớ Pháp Sư Kumala Thập là một vị Bồ Tát thị hiện phát nguyện dịch thuật bảy đời chư Phật. Không phải là một đời mà bảy đời. Hễ giáo Pháp Đức Phật lan truyền tới một thời gian đó thì Ngài phát nguyện ra đời trong giai đoạn đó để Ngài đem cái khả năng dịch thuật của mình chuyển ngữ và đem Phật Pháp đi mọi nơi. Hôm nay Ban Tu Thư Viện Phật Học chúng ta nỗ lực đến mấy những cái bài giảng và cũng góp phần làm cho Phật Pháp được truyền bá. Rồi nếu ai có khả năng dịch được sang tiếng Anh thì chúng ta cố gắng chuyển ngữ, cũng giống như công hạnh các ngài. Một người nào đó họ sử dụng tiếng Anh, họ đọc được một giáo nghĩa giải thoát thì họ cũng có nhiều lợi lạc. Hồi xưa các ngài phát tâm làm điều này rất là nhiều. Và đặc biệt, Pháp Sư Kumala Thập là một vị Bồ Tát. Dịch thuật của Ngài rất là chuẩn. Hòa Thượng Thiền Tâm, người theo Pháp môn tịnh mật song tu. Sau năm 1975, thế cuộc nhiễu nhương, Ngài lên núi Di Linh. Ở tại Di Linh, đó, Ngài lên núi đã thiết lập một cái thiền thất tu tập. Ngài có những lần Ngài hành trì công phu mà rắn kéo tới đứng ở trước thiền thất á, nó đứng cả bầy như vậy á, ngóc đầu lên nó nghe ngài niệm Phật. Thành ra có khi ngài chắp tay, ngài nhiếp tâm, ngài niệm Phật xong, ngài mở mắt ra thấy cái con rắn nó cuộn tròn ở trước cái quyển kinh trên bàn thờ. Và ngài nói nếu như vị thần rắn nào xuất hiện ở đây, xin các vị đi nơi khác, tôi không có biết, không khéo đụng các vị gây phiền hà. Thì ngài nhắm mắt lại, mở ra thấy con rắn nó mất đó, cho nên ngài nghĩ đó là rắn vương thôi, là thần rắn thôi, nó có sức biến hóa. Chứ nếu không thì tại vì cửa ngài đóng rất là kỹ lưỡng, không thể nào mà rắn nó chui vô được. Thì những cảnh giới này là chúng ta không thể nào nghĩ bàn được. Và ngài dịch những bản kinh liên quan tới tịnh độ ở tại Việt Nam á rất là chuẩn, thành ra thầy chọn cái bản dịch này để đem ra hướng dẫn cho đạo tràng chúng ta. Rất là ngại khi không biết xuất xứ, không biết rõ mà đem ra hướng dẫn á, thì nó sai cả thầy lẫn trò. Kính thưa liệt quý vị, trong phẩm này nói về công đức của một người niệm Phật. Bây giờ để đi vào nội dung kinh văn này, trước tiên chúng ta nhìn lại bản thân của mình, một sự sống đang tồn tại rất là kỳ diệu. Sự sống chúng ta tồn tại đây rất là kỳ diệu. Tại vì mạng con người chúng ta mong manh lắm, thấy vậy nhưng rất mong manh, sớm còn tối mất. Nhưng chúng ta đang tồn tại rất là kỳ diệu. Bên cạnh những biểu hiện phàm phu, những biểu hiện tầm thường hiện ra ở trong lục đạo luân hồi, bên cạnh những cái biểu hiện phàm phu đó thì nó ẩn tàng bên trong một khả năng, một diệu dụng phi thường. Chỉ cần có sự lãnh hội được diễn ra thì tùng địa dũng xuất ở trong cái mảnh đất tầm khô cằn sỏi đá này hiện ra một đóa sen. Và ở trong cái đời sống phàm tục này biến thành một vị thánh giả A-la-hán. Những điều này đã xảy ra rất nhiều thời Đức Phật còn tại thế. Thậm chí có người lầm đường lạc lối, kia là một người, một chàng vô não, sai lầm,
nghe lời ngoại đạo để giết được 100 người, lấy ngón tay của họ làm dây chuỗi, lấy dây chuỗi đó, dây chuỗi bằng ngón tay đó tu hành thì sẽ đắc đạo. Rồi kia là một cô kỹ nữ sống với người bán thân tầm thường trong xã hội, nhưng mà gặp Phật, gặp giáo pháp của Ngài thì vẫn trở thành một vị tỳ kheo ni A-la-hán xuất chúng đương thời. Rồi nàng kỹ nữ vườn xoài, chúng ta có biết bây giờ ai đi Ấn Độ thì có đi ngang chỗ đó còn địa danh vườn xoài, tại là gì, đó là một cái vùng toàn là xoài. Và cô gái này, nữ chúa của tình yêu, cô làm nghề kỹ nữ, cô không có bán thân, cô chỉ bán nghệ thôi. Sắc đẹp, tài hoa của cô quy tụ cả hàng ngàn cô gái và trở thành một cái chốn xa hoa vui hưởng cái thực thú vui ngũ dục ở thế gian. Và hôm đó đi gặp Phật, và Phật chỉ tới có một lần thôi, và ngày hôm sau cô xuất gia và tất cả mọi người đều xuất gia, thì cái chốn tục lụy đó đã biến thành một tu viện trang nghiêm, và tất cả họ chẳng bao lâu sau đó trở thành những cái vị ni tỳ kheo a la hán. Ghê gớm. Cho nên ở trong cái sự tầm thường, ở trong cái phàm tục này, chỉ cần lãnh hội được một chút thôi là nó đã đưa chúng ta ra khỏi luân hồi lục đạo rồi. Nó kỳ diệu vô cùng. Vậy thì tại sao? Tại sao cái khả năng kỳ diệu đó chúng ta không sống được với nó? Bởi vì chúng ta chưa biết cách khai thác, chỉ vậy thôi. Cũng giống như là chúng ta có đầy đủ những kho tàng, nhưng chúng ta chưa biết cách khai thác, chưa biết cách sử dụng nó và lãng quên nó. Và ngược lại, chúng ta sử dụng những cái thói quen tầm thường do cái sai lệch từ nhiều đời nhiều kiếp, và hôm nay chúng ta tu, tức là chớ ngự bỏ đi những cái tầm thường đó và phát triển những điều thánh thiện. Đó là cái hướng đi của chúng ta. Và trong tự tâm chúng ta đừng bao giờ quên một điều là năm căn nó luôn luôn có chiều hướng rong duỗi ra bên ngoài. Mắt rong duỗi ra cảnh đẹp, tai rong duỗi tới âm thanh hay khen ngợi, mũi muốn tìm tới cái mùi hương thơm. Nhưng tại sao nếu như là không muốn, là tại sao mình dành dụm nhiều tiền lắm, mình đi cúng dường ở chùa có 5 đồng thôi mà mình bỏ 500 ra để mình mua một chai nước hoa? Tại sao? Bởi vì nó quyến rũ cái lỗ mũi của mình và mình thích như vậy. Mình bỏ 500 mình cúng dường, mình làm việc thiện ích, nó có phước hơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không, chúng ta bỏ mua một lọ nước hoa và chúng ta hạnh phúc khi có lọ nước hoa đó, phải không? Cho nên rõ ràng là cái sức quyến rũ của tiền trần, là của ngũ, của thế gian đó, của màu sắc, của âm thanh, của mùi, của vị và của xúc giác, nó quyến rũ con người chúng ta. Và chúng ta cứ dùng năm giác quan phóng ra bên ngoài để đáp ứng sự quyến rũ đó, để tìm cầu nó, đem những cái hình ảnh đó, những ký ức đó vờ trong tâm chúng ta và lấy ý thức chúng ta bắt đầu cảm thọ buồn, vui, chán ghét, phân tích đủ loại trong này. Rồi cứ như vậy chạy ra chạy vào, rồi tìm cách chinh phục vũ trụ. Và chinh phục tới một mức nào đó rồi 50 năm, 70 năm, 80, 90 năm ngồi lại thấy mình sao? Thân tàn ma dại, chẳng làm được cái trò gì hết, phải không? Thân thể nó mệt mỏi, giờ làm con ma cũng khôn ngoan nữa, gọi là ma dại á, tức là chết rồi làm con ma mà cũng khôn ngoan. Con ma khôn ngoan thì cũng còn có phước, còn con ma không khôn ngoan đi bậy bị người ta chó sủa giật mình. Phải không? Tức là người ta gọi là thân thì tàn ma dại. Ông bà mà nói nhiều cảnh rất là hay, ngôn ngữ nó vậy chứ mà nó mô tả hết tất cả. Như vậy thì bây giờ đây chúng ta dừng lại bớt cái sự rong duỗi tiền trần, và chúng ta tập khai phá những đặc tính thanh tịnh mầu nhiệm ở tự tâm chúng ta theo bản kinh niệm Phật như thế nào. Lúc bây giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập nhất thiết Phật độ thế tánh tam muội. Tam muội là gì? Tam muội tức là đại định. Đại định, định tức là tập trung một chỗ. Tập trung một chỗ, chúng ta ngồi thiền, tức là chúng ta tập trung tư tưởng mình vào trong hơi thở. Có người họ tập trung trên diện mạo xinh tốt, xinh đẹp của Phật,
hào tướng của Phật. Con người họ tập trung tư tưởng vô trong một cái đóa sen, hoặc là họ tập trung tư tưởng để họ quán chiếu cái sự bất tịnh của thân, diệt trừ cái tâm tham ái. Họ tập trung, họ quán chiếu cái nỗi đau khổ của người khác để họ khai phá lòng từ bi. Lòng từ bi nó được sinh ra khi thấy mình đau khổ thì mình thấy ai cũng hạnh phúc và mình hơn thua với họ. Nhưng khi mình thấy người ta đau khổ nhiều hơn mình thì nỗi khổ đau của mình chẳng là gì. Bởi vậy cho nên nhìn thấy đau khổ người khác để tự nhắc lòng mình và biết thương mọi người. Chứ không phải là mình thấy người ta đau khổ, mình đáng đời, đáng kiếp. Mình không khởi cái tâm đó. Khởi cái tâm thấy người ta khổ đau, được quán từ bi. Rồi mình quán cái sự cảm thông để mình lãnh hội cái đức tánh nhẫn nhục, mình chịu đựng. Như vậy thì nói chung là có những cách tự tu duy theo cái hướng có lợi, không tư duy theo hướng có hại. Đó là những cái phép tu bình thường nhất. Nhưng nói chung, muốn tu cái gì thành công cũng phải có xác định. Tức là tập trung tư tưởng vào đó. Niệm Phật cũng phải tập trung tư tưởng vào. Muốn học cũng phải tập trung tư tưởng. Muốn nghe và hiểu thấu đáo, sâu sắc thì cũng phải tập trung tư tưởng để nghe, hiểu thấu đáo. Như vậy thì lúc nào cũng có sự tập trung. Và tập trung vào một cái đó người ta gọi là định. Nhưng mà cái định này không có dừng lại ngang đó. Cái định tới mức nó vượt khỏi cái con người định và cái đối tượng định. Ví dụ như bây giờ chúng ta là một con người đang tập trung tư tưởng trong hơi thở của chính mình. Thì hơi thở là cái đối tượng chúng ta tập trung. Còn chúng ta đây là con người đang thực hiện cái phép định đó. Đó gọi là có ngã và có pháp. Có ngã và pháp. Ngã là chúng ta, cái pháp là chúng ta đang tập đó. Có ngã và có pháp. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền ở trong tam muội này vượt khối ngã và pháp. Và cái định này Ngài thực hiện như thế nào? Ngài thực hiện là tất cả cái thể tánh của các quốc độ. Chúng ta thể tánh là cái gì? Thể tánh tức là chữ thế và chữ tánh, hai chữ khác nhau. Thế tức là hình tướng, còn tánh tức là cái chất của nó. Và cái chất của mỗi quốc độ nó đều như huyễn. Cho nên cái tánh của nó, cái thể của nó tùy duyên mà biến hóa. Nhưng cái tánh của nó thì sao? Cái bản chất nó, tánh là bản chất. Bản chất là như huyễn. Quốc độ nào cũng như huyễn, chúng ta cũng như huyễn, vũ trụ này cũng như huyễn. Như vậy thì ở trong điều này chúng ta thấy thể tánh tam muội tức là tập trung vô cái đặc tính như huyễn. Và mọi thứ chỉ là cái hình dáng thôi của các quốc độ chư Phật. Bây giờ các vị đi về, các vị ngồi nhớ lại, chúng ta đang ngồi ở tại Bồ Đề Phật Quốc này, và chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại. Chúng ta nhớ lại thì cái hình ảnh của Bồ Đề Phật Quốc này ở trong tâm các vị là như huyễn. Ha? Là như huyễn. Và chúng ta có thể, chúng ta đã trải qua nhiều cái giảng đường. Giảng đường ở tại Bồ Đề Phật Quốc, rồi giảng đường chùa này chùa kia. Thậm chí là chúng ta có thể liên tưởng tới giảng đường toàn giác thời của Đức Phật chẳng hạn. Thì chúng ta có nhiều cái giảng đường như vậy, chúng ta gộp lại ở trong tâm chúng ta. Và bình thường khả năng của mình nhớ cái này quên cái kia, cái này nhớ rõ, cái kia nhớ một cách mơ hồ. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát thì sao? Tất cả mọi quốc độ chư Phật Ngài đều thở nhập một cách tự tại. Đây là định nhất thiết, là tất cả Phật độ, tức là cảnh giới của Phật, thế và tánh của nó như huyễn. Và Ngài nhập cái định như vậy. Tại sao như vậy ha? Tại phải nhập cái định như vậy bây giờ nó mới có chuyện xảy ra bên dưới này nghe. Nên nhớ rằng là tất cả quốc độ mười phương chư Phật cũng không rời khỏi Như Lai tạng tánh, hay là rời khỏi cái Phật tánh của tất cả mọi chúng ta. Thầy thường đưa một ví dụ. Ví dụ như chúng ta mỗi người, hoàn cảnh của mỗi người, hay là một quốc gia, một quả địa cầu đấy, là một cái hạt bong bóng ở trên biển. Thì vô lượng bong bóng trên biển cũng chưa bao giờ rời khỏi biển. Nếu rời khỏi biển thì không còn là bong bóng ấy nữa. Cũng như vậy, các cái quốc độ đều từ trong Như Lai tạng tánh mà lưu xuất. Kém được không? Nói tới đây mà không kém được thời chịu á. Cố gắng thầy dùng chữ đơn giản nhất, thầy dùng chữ là hai lúa nhất đấy.
Nó dùng chữ bác học nữa, các vị có thể không biết cái gì. Đó là dùng chữ đơn giản nhất, gần gũi nhất. Rồi. Và tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy mình ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Gần lắm không? Lúc bây giờ thân Phổ Hiền Bồ Tát tự nhiên lớn ra hay sao? Không phải đâu. Pháp thân của Ngài châu biến pháp giới. Và có thể nói đó là ngang bằng với pháp thân của Phật. Mười phương các quốc độ cũng từ trong pháp thân đó mà ra. Và dĩ nhiên chúng ta cũng đâu có thể rời khỏi quốc độ đó mà sống được. Cho nên tự nhiên chúng ta thấy mình đang ở trong thân của Phổ Hiền. Hiểu chưa này? Thầy nhắc lại. Bồ Tát Phổ Hiền thở nhập định nhất thiết Phật độ thở tánh tam muội. Thành ra tự nhiên năng lực sống vừa với pháp thân của Ngài bắt đầu phát sinh tác dụng. Thân của Ngài lúc bây giờ châu biến pháp giới, trùm khắp pháp giới. Nhưng các quốc độ cũng không rời khỏi pháp giới mà có. Và chúng ta thì ở trong từng quốc độ đó mà tồn tại. Thì dĩ nhiên lúc bây giờ chúng ta thấy mình đang ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Hiểu câu này chưa? Màu nhiệm vô cùng. Tự nhiên bây giờ đây có thể là mình cũng đang nhập định. Và biết đâu Ngài cũng nhập định. Và bây giờ Ngài cũng thấy mình đang ở trong thân của Ngài. Chẳng qua là mình không thấy ở trong thân của Ngài thôi. Còn Ngài thấy mình ở trong thân của Ngài đó. Rồi. Lúc bây giờ lại thấy rõ cõi cực lạc vô lượng vô biên sự trang nghiêm. Ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Và cực lạc Tây Phương cũng là một quốc độ ở trong vô lượng quốc độ chư Phật. Cho nên tự nhiên ở trong đó đại chúng bây giờ, đại chúng thời của Đức Phật đang ngồi ở tại linh thú đó, tự nhiên Ngài thấy, đại chúng đều thấy là có một cõi Phật A-di-đà, một cõi cực lạc hiện ra một cách trang nghiêm đầy đủ như vậy. Và tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới vi diệu thù thắng ấy. Tuyệt vời không? Đây là cái thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền. Bình thường chúng ta không thấy được, nhưng khi thần lực của Bồ Tát sẽ có khả năng chiêu cảm cho chúng ta thấy. Chúng ta có những cái bài tập ký ức, cái gọi là cái ức chế tư tưởng á, thì nó cũng sinh ra một số. Ví dụ như có một số người ngồi thiền, tập trung tư tưởng một thời gian thì nó sinh định, mà định thì lòng mình nhẹ nhàng. Cho nên gọi là định sanh hỷ lạc. Và người ta cứ mỗi ngày ngồi định 3 giờ đồng hồ thì tự nhiên tâm người ta an lạc. Và người ta thấy màu nhiệm lắm. Nhưng khổ một nỗi, khi người ta hết ngồi thiền thì người ta không an lạc nữa. Đó là do không có phát sinh trí, không có dùng cái trí để đoạn phiền não. Thành ra người ta chỉ có trí thôi, tức là dừng lại sự hoạt động của tư tưởng. Do vậy cho nên an lạc nó sinh ra. Nhưng phải có trí, trí quán tự tánh các pháp như huyễn, lúc bây giờ mới dứt trừ được phiền não. Và nhờ cái định trí sinh mạnh hơn, nhờ trí sinh thì lại giúp cho định được khai sáng rộng hơn. Và định với tuệ là hai cái cánh của một đôi, cái đôi cánh của con chim nó mới bay được. Người tu chúng ta cũng vậy, phải có định và tuệ nó tương tác với nhau. Thì ở trong cái phương diện này chúng ta thấy rằng là khi mà Bồ Tát chúng ta thấy sự trang nghiêm, tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới vi diệu thù thắng ở trong cái thân của Bồ Tát Phổ Hiền, và nhận ra được cõi cực lạc trang nghiêm thù thắng. Chúng ta nhìn thấy phải định mới thấy ha. Cho một cái ví dụ nào đó để chúng ta thấy khi định trí nó sinh ha. Chẳng hạn như chúng ta tập trung, đó là định. Và thầy giảng các vị hiểu liền, thì đó là có trí. Còn các vị sao lãng, tức là thiếu tập trung là thiếu định, các vị không có hiểu hoặc là hiểu mơ hồ. Các vị quên mất cái chìa khóa để ở đâu. Đứng im lại, tập trung tư tưởng, quán chiếu, suy xét. Đào sớm cho chìa khóa nằm chỗ nào. Đó gọi là tập trung là định. Và dùng trí để soi thì nhận ra à nó chỗ đó, bắt đầu mình đi lấy. Phải không? Như vậy thì cái định và tuệ nó hai cái nó tương tác với nhau như vậy đó.
Người tu chúng ta phải sử dụng định để cho nó nuôi dưỡng cái tuệ, và tuệ nó sôi sáng và làm cho định nó vững hơn. Lúc bây giờ tất cả đại chúng đều thấy Phật A Di Đà đang ngự ở trước mặt mình. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ rời khỏi tự tánh thanh tịnh. Lâu nay chúng ta sống với cái nghiệp phàm, thành ra có nam có nữ, có giận có hờn. Nhưng nhờ thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền khiến cho chúng ta sống được ở trong thanh tịnh và tương tác với nguyện lực của Phổ Hiền, thành ra chúng ta nhìn thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt mình. Hiện bây giờ Đức Phật vẫn có, nhưng chúng ta không thấy. Mà chúng ta chỉ thấy cái gì? Chúng ta thấy Thầy Huyền Châu dở ghét thôi, phải không? Vậy thôi. Tại sao bây giờ cái nghiệp chúng ta là đang ở trong năm căn này, tương tác với năm trần, thành ra cái gì nó hiện ra là chúng ta thấy ngang đó. Đây là một cái cách mà chúng ta tạm mượn phương tiện ngôn ngữ để diễn đạt. Nhưng muốn thành tựu nó, chúng ta không đi theo ngôn ngữ này, mà chúng ta nhiếp tâm lại, quên đi sự hoạt động của năm giác quan, dùng một cái ý căn tập trung tư tưởng lại một chỗ, và tới mức quên đi cái ý căn đang vận dụng sự tập trung đó, thì lúc bây giờ tuệ giác bắt đầu phát sinh. Nói một phương diện khác, dừng lại sự hoạt động thô thiển của các giác quan thì những hoạt động vi tế bắt đầu phát sinh. Mà hãy bỏ một cái phần thô trược là chúng ta có được một phần vi tế, cứ như vậy đó. Và bỏ tới hết tất cả những thô trược thì tất cả những vi tế màu nhiệm nó sẽ hiện ra. Định sanh hỷ lạc, tới ly sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Không thể dùng một chút ít cái công phu ức chế tư tưởng rồi nó sinh một chút hỷ lạc, sinh chút hỷ lạc rồi bắt đầu thấy mình bắt đầu cái niệm tướng nó len lối, nó hiện lên cái vọng tướng, niệm tướng về cái đẹp, tướng về sự chứng quả, tướng về bồ đề, mong muốn được chứng đắc. Những cái ý niệm đó nó len lối trong lòng và lúc bây giờ nó phát sinh tác dụng. Lúc bây giờ chúng ta không có thầy để hướng dẫn, hoặc là vị thầy không thấy được cảnh giới này, thì bắt đầu chúng ta cứ làm theo và chúng ta thấy mình có rất nhiều thở nhập được các cõi trời, thật là trang nghiêm, thật là màu nhiệm, và mình không có gì để mình độ sanh hết, không có tiền cứu độ chúng sanh, lòng từ bi mình thì bao la, mà không có tiền độ chúng sanh thôi. Bây giờ mình độ, mình giáo hóa những cái chúng sanh ở trong những chúng sanh gọi là vong thức đó. Mới cái khởi ý nghĩ đó thì bắt đầu thấy ma nó hiện ra. Và người này bắt đầu cũng thuyết pháp, cũng hướng dẫn, thôi buông bỏ các pháp là không, như huyễn, giảng, hãy siêu thoát đi. Thì cái niệm tướng như thế, bắt đầu thấy có sự siêu thoát. Và người này thấy rằng mình có thể độ được rất nhiều những cái vong linh ở trong thiền định. Nghĩ như thế là một cái cách nghĩ sai lầm, và người đó đã lạc vô ma đạo. Thấy chưa hả? Các vị có gặp những người này chưa? Thầy gặp mấy người rồi đó. Đừng nói thầy, con có tu, con cảnh giới, con như vậy rồi. Bà con là kiếm lắm á thầy, bạn ơi con có nhiều cảnh giới cao hơn nữa. Thầy nói thao, thầy nghe thầy sợ luôn. Và thầy biết rõ, bây giờ không có biết rõ về thực hành, ít nhất thầy cũng biết về lý thuyết. Bởi vì chư tổ đã nói lại, Đức Phật đã dạy rõ trong Tam Tạng Thánh Giáo. Nó biến hóa thế nào, mình học rồi, mình qua rồi, mình biết rồi. Và người ta nói là mình hiểu liền. Thì ra người này do như vậy, nói như vậy. Bây giờ mình nói làm sao? Những người này chỉ có may ra hiện thần thông thì mới giáo hóa được họ. Mà khi hiện thần thông là một điểm mơ hoặc, là nguy hiểm nữa. Và không khéo người ta quy ngưỡng mình vì đỡ có được thần thông như mình. Là chết nữa. Cho nên khó lắm, cho nên chúng ta cẩn thận là hãy niệm Phật mà các pháp nó tương tác, nó dung thông, nó biến hóa một cách kỳ diệu. Thành chúng ta cứ khởi tâm đứng đắn niệm Phật như là 10 tâm thù thắng. Và ở đây mở rộng cho chúng ta thấy một cái cảnh giới mà khi nhập ở trong định của Bồ Tát Phổ Hiền chiêu cảm thì chúng ta nhìn thấy Phật A Di Đà. Thân của Ngài cao lớn không cùng, hình dáng ngời sáng, sắc vàng như diêm phù đàn,
Long trắng giữa chặng chân mày thì uyển chuyển, xoay tròn bên hữu như năm ngọn núi Tu Di. Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn biển. Không có một nhà họa sĩ nào có thể vẽ được đôi mắt của Phật. Thời của Đức Phật còn tại thế, có một số nhà khảo cứu khoa học họ tìm lại một số văn bản và người ta nói rằng không hiểu làm sao không thể vẽ được gương mặt của Phật. Chỉ có một mình tôn giả Phú Lô Na, ngài có làm một bức tranh ở trên đá, và bây giờ này người ta còn phỏng đoán đó là cái gương mặt của Đức Phật. Dựa ở trên cái quá trình mà nó giống như là bị cái thạch đá nó hư đi, nó bị oxy hóa đi, bây giờ người ta phục hồi từ từ, người ta tướng ra như vậy, có một cái dáng như vậy. Nhưng tôn giả Phú Lô Na còn nói rằng là ngài là một họa sĩ, ngài là một nghệ nhân đương thời, nhưng mà ngài làm cũng không có được. Và nhất là đôi mắt của Phật thì hoàn toàn không ai có thể mô tả được hết cái bên trong đó chứ đừng cái gì. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, y như vậy đó, nó hiện ra từ tất cả nội tâm của người đó. Và nội tâm của Phật đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước tướng trang nghiêm, cho nên làm sao mà tiếp cận được cảnh giới để vẽ ra được. Thành ra ở đây chỉ nói rằng là đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn biển, chỉ mô tả vậy thôi. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng hào quang sáng sạch, chiếu soi muôn nghìn cõi nước ở khắp mười phương. Mỗi mỗi hào quang thường che chở và nhiếp thọ những chúng sanh niệm Phật. Đây là câu hay nhất mà chúng ta nhớ. Phải nhớ câu này. Chúng ta khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ngay lúc đó Phật A Di Đà phóng hào quang. Hào quang của ngài che chở công năng niệm Phật của chúng ta, công hành niệm Phật của chúng ta. Đây là nói hai thế giới nha, chưa nói là một thế giới, đang nói là thế giới đã có sự đối đãi đó. Chúng ta ở trong phạm vi chi phối của gì? Của nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội. Tam muội này do Bồ Tát Phổ Hiền thi triển. Và tất cả chúng sanh ở hội chúng đương thời của Phật còn tại thế, họ đi vào trong định đó. Và lúc bây giờ họ nhìn thấy vô lượng cõi Phật trang nghiêm. Và ở trong đó để chứng minh cõi cực lạc như thế nào thì tự nhiên chúng sanh nhìn thấy được Đức Phật A Di Đà với thân tướng trang nghiêm, bạch hào uyển chuyển, mỗi lỗ lông chân lông của ngài phóng ra ánh sáng chiếu đến vô lượng chúng sanh trong vô lượng quốc độ. Và mỗi mỗi hào quang như vậy che chở nhiếp thọ những chúng sanh đang chấp tay thành khẩn niệm Nam Mô A Di Đà. Chúng ta tưởng tượng ngài như là một cái bức tranh thế này, và chúng ta như là một chúng sanh nhỏ bé được hào quang của ngài che chở. Chúng ta hình dung được không ạ? Có lẽ từ cái cảnh giới này mà người ta mới nghĩ ra kinh viết như thế này, người ta mới nghĩ ra cách làm sao mà vẽ ra một bức tranh để người khác họ nhìn vô và không cần phải diễn đạt nhiều, nhìn cái hình người ta hiểu ra được nội dung này. Chỉ có một điều an ủi chúng ta, đó là chúng ta niệm Phật, mỗi mỗi hào quang của Phật Di Đà thường che chở, thường tức là liên tục che chở và nhiếp thọ. Nhiếp thọ tức là đưa chúng ta về với ánh sáng Phật độ những chúng sanh niệm Phật. Như vậy ngay khi chúng ta niệm Phật, chúng ta không có thấy cô đơn, không có thấy mình lẻ loi, hoặc là đừng có lo rằng Phật không có chứng mình. Ở trong kinh văn như vậy, và ngài Bồ Tát Phổ Hiền đã thi triển như vậy để cho đại chúng thấy điều này là một điều rất là rõ ràng, chứ không phải là một cái do vẽ ra hoặc là huyễn hoặc, mà toàn bộ đây là một sự thật, là một đại bi của Phật Di Đà chiếu diệu hết thể chúng sinh, chẳng qua chúng ta có cảm nhận được hay không mà thôi, chứ không phải rằng Phật không có phóng quang che chở và nhiếp thọ chúng ta. Nếu như chúng ta ở trong cảnh giới này thì tự nhiên lòng tin của chúng ta sẽ rất mạnh mẽ.
Do chúng ta chưa có cảm nhận và chưa ở trong được bối cảnh này thôi. Nếu chúng ta ở trong quốc độ này thì không có gì gọi là nghi ngờ nữa ha. Rồi, lúc bây giờ lại thấy toàn cõi cực lạc hiện trong thân mình. Đây là một điều hết sức màu nhiệm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình chúng sanh hội chúng đương thời nhìn thấy cõi cực lạc như vậy, nhìn thấy Phật A Di Đà như vậy, nhìn thấy sự nhiếp thọ như vậy, thì tự nhiên trong tâm ý hân hoan và sự thanh tịnh sinh ra. Không còn trong tâm của chúng sanh hội chúng bây giờ không còn một bóng dáng phiền não, không còn một chút vọng tưởng, và chỉ có thuần là một tâm cung kính với sự gia trì của Bồ Tát Phổ Hiền cũng như là Phật lực nhiếp thọ. Thì lúc bây giờ tự nhiên họ soi chiếu, họ nhìn lại thân của họ, họ thấy ở trong thân của họ cũng đầy đủ một cõi cực lạc trang nghiêm. À, cho nên cảnh bên ngoài đó là cảnh do Phật A Di Đà thị hiện và chư Phật thị hiện để nhiếp thọ chúng ta. Nhưng trong chúng ta cũng có đầy đủ một cõi cực lạc trang nghiêm. Cõi cực lạc này như thế nào? Nắm được không ạ? Tại sao? Bởi vì cái cõi cực lạc có đầy đủ trong tâm này, mình mới vãng sanh được cực lạc Tây Phương. Còn nếu trong tâm chúng ta không có cái cõi cực lạc, chắc chắn chúng ta cũng không thể vãng sanh được. Phải hiểu như vậy đó. Ở trong lòng chúng ta đã không có một sự nóng giận thì không có việc gì chúng ta chửi ai hết. Mà cái nóng giận nó chưa đủ cái duyên nó hiện ra thôi. Chứ khi cái duyên nó hiện ra thì nó cũng chửi như thường à. Phải không? À, rồi mình tu một thời gian, tự nhiên mình tinh tấn mình tu, tức là thấy người mình á, mình không muốn chửi ai hết. Nhưng mà mình thử nghĩ tu vài năm thử xem, bắt đầu cái máu chửi nó nổi lên liền. Nó như vậy đó, tức là cái hạt giống nó trổ lên trở lại. Mình tu thì nó yếu xuống, nó chìm xuống, nó cứ như vậy. Thành ra ở đây cái hạt giống cực lạc Tây Phương mau nhiệm nó có sẵn trong tự tâm mà do chúng ta chưa khai phá ra được. Hôm nay chúng ta nhờ thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền Nhiếp Thọ và chúng ta sống trong ánh hào quang của Phật Di Đà, thì lúc bây giờ tự nhiên chúng ta thấy mình cũng chính là cực lạc Tây Phương, và tâm chúng ta lúc bây giờ ngang bằng với tự tánh Di Đà. Và cái khả năng này chúng ta tiếp cận rất là khó chịu, là khi chúng ta vừa chết tắt thở thì lúc đó tự tánh Di Đà này nó hiển thị. Có phải vậy không? Hả? Sao nhìn thấy rồi có nhìn thầy chi? Thầy hỏi sao không có cái nhìn thầy chi? À, khi chết thì bắt đầu cái việc đầu tiên là gì? Không phải là nín thở mà hết thở. Thì nín thở rồi thở lại. Là hết thở, nghỉ thở, không thở nữa. À, tắt luôn, à, tắt thì không dạy thôi, tắt là ngừng. Như vậy thì lúc bây giờ bắt đầu cái cơ thể chúng ta nó vận hành khác, và cái nguyên khí trên đỉnh đầu nó kéo xuống, rồi cái âm khí ở dưới nó kéo lên. Thường thường á là cái nó chia làm hai, là từ cái rốn chúng ta đi xuống là âm khí, từ cái rốn đi lên là dương khí. Thành con người ta nhảy lên thì nó rất cái bệnh xuống. Nhưng người tu tiên á thì họ dùng vận khí đang điền, họ đẩy cái âm khí xuống lần lần ở dưới chân và họ đẩy ra khỏi cơ thể của họ. Bởi vậy cho nên họ có thể phi hành tự tại. Đó là những cách tu tiên. Mà có tiên cũng chết thôi, cho nên chúng ta không chọn cách đó. Mà chúng ta nói cho oai chứ thật ra tu cũng không nổi. Chứ bay được thì cũng muốn bay lắm đó. Nhưng mà cũng cẩn thận, nếu như cái bay ra dính trụ điện làm sao hả? Không biết đường xuống. À, bác thang mướn cầu kéo xuống khó coi lắm. Thành ra cái nghiệp nào nó theo nghiệp đấy ha quý vị. Con người mình bây giờ là bay là không có lợi gì hết. Hồi xưa bay rất có lợi, bây giờ xưa không có giao thông, còn bây giờ nó có máy bay rồi. Mà bây giờ mình bay không khéo đụng máy bay nó tông mình. Bay lên trời đang máy bay nó tông, nó bay ngang nó tông mình rồi làm sao? Các vị thấy con chim nó đậu trên dây điện đâu có sao đâu. Mà các vị sờ tay dây điện thử xem. Chuyện này xảy ra, đem chôn thôi. Nó vậy thôi chứ có ai đâu nữa. Tại sao cái hành nghiệp mà ngày xưa con người còn bay được thì lúc đó chưa có điện? Phải không? Cho nên cái nghiệp nó cũng có sự tương tác với nhau kỳ diệu lắm. Bây giờ mà ai cũng bay hết, có lẽ điện dược chất hết. Ngày nào cũng phải đâm cúng hết.
Cho nên đó là cái nghiệp này nó có thì cái kia nó mất đi. Nhà thì bây giờ chúng ta thấy này, ở trong tự tâm khi mà họ vẫn khí như vậy thì lúc bây giờ họ lội ra, chuyện đó chúng ta dừng không bàn nữa. Chúng ta chỉ bàn rằng là cái âm khí dưới nó lên, nó trên nó đi xuống, nhưng nó tự lại trên đầu của cái cuốn tim chúng ta. Và khi mà nó tự trên đầu cuốn tim chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta thấy ánh sáng màu nhiệm lung linh. Đó là cái cảnh người mới chắc thở. Các vị thông tin người nào chắc thở cười khổ xem coi. Họ nói thứ sao biết này. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy như vậy, tức là ánh sáng đó là ánh sáng thường tịch quang tịnh độ. Ánh sáng thường tịch quang tịnh độ nó không phải là ánh sáng do Phật A Di Đà chiếu chúng ta, mà đó là ánh sáng tự pháp thân chúng ta nó hiện ra. Vậy thì tại sao bình thường nó không chịu hiện mà đợi khi chết nó mới hiện? Hả? Tại sao nó cho nghiệt như vậy? Bây giờ hiện ra để mình nhìn thấy thứ làm sao? Thực ra không phải. Bây giờ nó vẫn hiện, nhưng nghiệp chúng ta bây giờ không thấy nó. Giờ nói cái giờ hiểu hơn ha. Các vị có thấy cái móng tay các vị nó dài ra không? Hả? Mà các vị biết nó có dài không? Dài thôi. Tức là cái khả năng nhìn của mình nó cạn quá. Máu trong người các vị nó có cháy không? Nó cháy làm sao các vị biết không? Mà sao không biết sao nó cháy? chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên có những cái biết nó rất là thô thiển, nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy. Thì ánh sáng thường tịch quang tịnh độ tự tâm chúng ta nó cũng luôn luôn chiếu sáng như vậy đó. Nhưng mà lúc chết thì tất cả cái nguyên khí trên đầu nó kéo xuống, cái âm khí dưới nó kéo lên, nó tương tác lại với nhau, nó hòa thành một thể thống nhất. Ngay cái điểm đó, cái thời gian đó chỉ có 3 giây thôi à. Chỉ có 3 giây thôi, nó hiện có 3 giây vậy thôi. Và chúng ta chỉ đủ khả năng nhìn thấy nó tới đó thôi. Nhưng chúng ta không đủ tuệ giác để biết nó là cái gì. Và từ bỏ tất cả sự hiện hữu này, bỏ chấp trước những cái thật do cánh giả tạo ra của thế gian, mà chúng ta thoát ly sinh tử. Không có học, không được tập, không được biết kiến thức này, cho nên thấy nó cũng như không. Đó là ánh sáng nó hiện. Thưa quý vị, như vậy thì rõ ràng ánh sáng thường tịch quang tịnh độ của chúng ta luôn luôn chiếu soi, ánh sáng tiếp dẫn của Phật A Di Đà luôn luôn chiếu diệu phóng quang, nhưng mà chúng ta không tiếp nhận được. Đó là do công phu của mình, năng lực của mình nó chưa đủ. Nắm được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi thêm chút xíu nữa. Người này thấy toàn cõi cực lạc hiện ở trong thân mình. Họ còn thấy mặt đất bằng phẳng, bằng lưu ly trong suốt, rạng rỡ. Có bảo thọ, bảo trì, liên trì, bảo lâu, bảo tòa. Bảo thọ tức là cây báu, bảo đài tức là cái tòa sen báu, chỗ ngồi đó. Liên trì tức là cái hồ sen. Báo lâu, lâu tức là nhà cửa lầu cát đó. Nhà cửa đồ bằng bảy báu. Báo tòa tức là chỗ ngồi. Mỗi mỗi nghiêm sức, mỗi mỗi tức là cái sức, dùng cái sức trang nghiêm bằng vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu, tức là bằng bảy báu. Chúng ta đã biết rồi, lấy cái quyển niệm Phật Phật Thiết A Lược Giảng Kinh Phật Thiết A Di Đà, thầy có nói rằng là bảy báu này nó hiện ra từ công phu tu thất gì, thất giác chi, thất giác chi đó, mà nó kết thành cái tinh hoa của nó là bảy báu. Thầy nói mấy lần rồi, chúng ta để ý chứ đừng có hình dung cái cõi của người khác cũng như cõi của mình. Chúng ta không thể nào hình dung được con cá nó bơi lội trong nước nó vui sướng như thế nào. Và chúng ta cũng thế nào mà hình dung được là con cá nó nói nước biển ngọt ngào xong khi chúng ta uống vô mặn chát. Nghiệp của chúng ta khác, nghiệp của nó khác. Hai cái quốc độ đó đã khác nhau nhiều rồi. Hoặc là gần hơn nữa, thâu hơn nữa. Tức là hai cái nhận thức của mình với con mình đó, nó đã khác rồi.
Cái cảm nhận buồn vui của con mình nó thấy bình thường. Nó hấp thụ nền văn hóa của Mỹ. Nó chỉ muốn, nó chỉ sống sao mà nó thích là được. Và nó tối kỵ khi người khác nhìn vô cái đời tư của nó. Còn mình thì mình sợ mình che giấu cái đời tư của mình. Mình hiện ra giống như là mình chung chung không có đời tư vậy đó. Hai cái nền văn hóa Đông và Tây nó khác nhau nhiều lắm. Và cảm nhận đã khác, đừng nói chi là hai cảnh giới giữa mình với cá với nước. Rồi cũng như thế, ở quốc độ này với cảnh giới của các cõi trời, chẳng hạn như cõi vô sắc hay là cõi sắc đi. Cõi sắc nó cấu thành từ gì? Từ màu sắc. Màu sắc không phải là cái màu xanh vàng đỏ trắng như bụi hoa này, cành hoa này, mà như là ánh sáng của đèn. Màu sắc từ ánh sáng đó. Và cái thân con người ta nó đẹp lắm. Tại vì sao? Bởi vì nó hình thành do sự màu nhiệm lung linh ở trong thiền định. Và người nào chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái cảnh giới thiền định màu nhiệm nhẹ nhàng đó mà họ tái sinh ở các cõi trời sắc giới. Và cõi trời sắc giới nó hóa sinh cho nó đâu có, nó đâu phải là cần cha mẹ sinh nó ra. Chỉ có những cõi trời dục giới rơi xuống thì lúc bây giờ cũng nhờ dục giới, cũng nhờ cái cảnh dục ra, nhưng rất nhẹ nhàng. Càng đi lên thì cái cảnh dục nó càng nhẹ. Và sự hóa sanh màu nhiệm đó bằng ánh sáng thì cái thân nó rất đẹp. Mà thân bằng ánh sáng thì nó di chuyển rất nhanh. Cái tốc độ di chuyển ánh sáng là bao nhiêu? Hả? 300 km/giây ha? Đó là tốc độ đi của ánh sáng. Người ta đo được là gần như vậy, gần đúng như vậy. 300 km/giây. Nó vẫn có sự di chuyển của nó, nhưng di chuyển rất nhanh. Thành ra chúng ta không thấy vậy thôi. Như vậy thì rõ ràng khi họ tán thán công đức của hội chúng, họ kết thành những cái hoa này cũng do tâm thức của họ biến hóa ra, và họ cúng dường cho hội chúng thì hoa từ từ trên trời rơi xuống vậy thôi. Cái hoa đó rơi nó chạm xuống mặt đất nó mất. Tại sao nó xuống mặt đất, nó không làm vỡ ra mặt đất? Có ánh sáng nào mà làm vỡ mặt đất không? Đó, như vậy thì tự nhiên chúng ta hiểu là những cảnh giới này rất là bình thường, chứ không phải là một điều huyễn hoặc, mà toàn là do tâm biến hóa. Mặt đất của cực lạc cũng vậy, sự trang nghiêm cũng vậy, do chúng ta hóa sinh trong hoa sen, thành ra nó hiện ra theo sự chiêu cảm nghiệp lực niệm Phật của chúng ta và tha lực tiếp dẫn của Phật Di Đà. Những điều này ở trong tâm chúng ta có đủ hết. Chư thượng thiện nhân ở trên cõi này, trong cõi này đều do hoa sen hóa sanh, tức là nhìn thấy tự tánh Di Đà. Cõi cực lạc của tự tâm cũng có những thiện nhân hóa sanh trong này. Ai nấy đều đủ 32 tướng hảo, thọ dụng y thực tự nhiên, thuần pháp hỷ thực, thiền diệt thực. Thiền diệt cõi cực lạc muốn ăn bằng pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực là sao? Hả? Khi nghe bài pháp nó vui quá, nó quên đối. Pháp hỷ thực. Hoặc là chúng ta chăm chú một cái gì đó, chúng ta hân hoan, nhiều khi chúng ta thấy ăn chút xíu thôi, đó gọi là pháp hỷ thực. Rồi thiền diệt thực, tức là cái gì? Ăn ở trong thiền ấy, nhiều ngồi thiền nhiều ăn gọi là thiền diệt thực hay sao? Không phải như vậy hả? Nói nó thiền diệt thực hay vừa ngồi vừa ăn. Thì cái thiền diệt thực này tức là ở trong đại định nó không có đối. Các nhà khoa học người ta có những thí nghiệm rất là vui. Người ta nhờ một vị thiền sư chuyên thực tập những phương thức thiền định. Rồi người ta gắn trên thân của thiền sư này, trên đầu các cái huyệt đạo, các cái mạch, là người ta gắn cái gì gắn để người ta đo thứ là cái tim nó hoạt động làm sao, não nó hoạt động làm sao, rồi ruột gan phèo phổi nó đang vận hành như thế nào, cái sự trao đổi năng lượng ra sao. Thì họ làm như vậy và họ thấy một vị thiền sư chìm sâu trong thiền định,
thì cái người này giống y như là một người ngủ. Giống y như là một người ngủ, tức là cái quá trình trao đổi chất đó, cái quá trình trao đổi chất của thân thể nó giống như là một người ngủ. Thành ra tối chúng ta ăn rồi, tới sáng mới ăn nữa, chứ không cần nửa đêm phải làm thêm tô nữa. Tại chúng ta ngủ nó không có đói. Nhưng mà sáng mà ai mà ăn một ngày ba bữa rồi, mà sáng mà ăn là trưa mà không ăn đói dữ lắm. Tại sao? Vì chúng ta vận động nó tiêu hao năng lượng nhiều. Thành ra trên phương diện khoa học thôi thì chưa nói là cái khí lạc trong tâm, chỉ nói rằng cơ thể của một người ngồi thiền lúc bây giờ nó rất tịnh và năng lượng không cần lấy nhiều. Và năng lượng nó không cần lấy nhiều, trí não nó bớt mệt nhọc. Bớt mệt nhọc thì dĩ nhiên nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng. Thành ra người ngồi thiền ít ngủ lắm. Làm việc nhiều nó mệt, nó đòi ngủ nhiều. Nhưng mà thiền định nó lại ít ngủ. Rất lạ kỳ. Nhập thất, nhất là những cánh mà khi nhập thất á, ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Hay có ngày 3 tiếng, không tới 4 tiếng. Mà thậm chí thời gian nó dư ra không biết làm gì. Hồi đó mới nhập thất những cái ngày đầu chưa quen. Mình lên một cái kế hoạch, một cái hướng đi trong khi mình nhập thất. Thì cái công thức nó như vậy. Là tại vì mình tính là mình ngủ á, là 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi bây giờ nó còn ngủ 4 tiếng rồi, không có cái nhu cầu nghỉ nữa thì biết làm cái gì. Rồi bắt đầu cái tâm mình nó sinh chán. Nó sinh chán rồi bắt đầu cái vọng khởi nó sinh ra. Và càng tĩnh lặng chừng nào thì sẽ thấy nó là chỉ có một cái tiếng động nhỏ thôi, chúng ta nghe rất lớn. Có những lần mà thầy ở Việt Nam mà cứ làm như đó, hôm nay thầy cũng nhớ cái cảnh nhập thất nhiều lắm. Thực sự hôm nay mệt, mệt từ trong tâm mệt ra. Nhưng mà bây giờ muốn nhập thất, bỏ công việc này không ai lo. Chứ đừng, nếu như ở Việt Nam là thầy bỏ rồi đó. Bỏ tôi vô thiền thất chắc một tháng mới ra. Các vị biết có khi mình ngồi im đó, và thầy nghe cái tiếng hơi thở. Ủa? Sao tự nhiên ai thở mà nghe tiếng hơi thở phêu phêu lạ quá. Và ở cái phòng mình đâu có ai đâu. Mà gần mình là 50-60 thước không ai hết. Trên lầu nữa. Thì từ từ cám nhận, từ từ mới đầu mới biết là có lần ăn cơm ngồi gần cái ông đại tứ, ông có cái hơi thở như vậy. Thì lúc thì ra là cái lỗ tai mình nó đã nghe được là nó đang ngủ trong phòng nó thở. Nó tức là ở trong cái tịnh, nó tịnh sâu xuống á, thì bắt đầu mình nghe rất xa. Một cái tiếng động nhỏ nghe rất xa. Hoặc là có lần mà đang tập trung định mà chưa vô sâu. Ở nhà dưới á, rớt cái son xuống á, mà cái ngực thành nó muốn ối máu. Dơ sợ như vậy chứ không phải đơn giản. Tại vì cái cánh nó tịnh, mình nghe giống như là một cái đung vậy đó. Mà định lại coi cái tiếng gì thì rõ ràng là cái tiếng cái son nó rớt. Nó bình thường, mình nghe cái tiếng son rớt rất là bình thường. Cái người nấu ăn thì họ làm rớt cái son xuống là vô ý, bình thường không có gì. Thành ra có những cái kinh nghiệm trong khi mà thiền thất á, chúng ta phải biết cách ha. Chứ không phải là cứ muốn chạy vô làm mình ngồi là được đâu. Tại khi mà chúng ta chưa vô những cái trạng thái đó, chúng ta không thấy chuyện gì xảy ra hết. Và khi vô rồi, chúng ta thấy nó, chúng ta không biết rằng ở đâu nó có. Và chuyện gì xảy ra đây? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình coi cái ông tổng thống ở trên TV rất bình thường. Mình thấy ông cũng mình cũng như ông cũng con người, mình cũng con người. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ông ta chỗ đây ông đứng thì sao? Mình có bình thường nữa không? Mình có nghe pháp nữa không? Hay là mình muốn lại hỏi cái chuyện gì? Phải không? Bây giờ chúng ta thấy tự nhiên nó khác liền. Cái tâm mình đó, tại vì chúng ta chưa ở trong cảnh ngộ đó. Thành ra chúng ta nghĩ rằng mình có thể xử lý được, bình thường được. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó rồi chúng ta thấy khác. Thì những cảnh giới này ở trong tâm chúng ta tịnh nó sẽ có đủ hết. Cũng giống như chúng ta tịnh đại chúng thời của Đức Phật, họ thanh tịnh. Nhờ Phật lực nhiếp thọ, nhờ Phật A Di Đà nhiếp thọ và nhờ thần lực hộ niệm của Bồ Tát Phổ Hiền. Thành ra họ tự thấy cổ cực lạc trang nghiêm ở trong thân của họ. Lời hứa của thầy hồi sáng là thầy giúp cho các vị thấy một cõi cực lạc trang nghiêm với sự kỳ diệu ở tự tâm của chúng ta
là ở chỗ này. Chúng ta với cực lạc Tây Phương, nó kỳ diệu vô cùng, nó liên đới mật thiết, tức là khối cực lạc có cái gì, tự tâm chúng ta có cái đó. Như vậy thì việc trở về niệm Phật là trở về với tự tánh Di Đà của chính mình. Như vậy, đâu có thêm rằng là cõi cực lạc có hay không là quan trọng nữa. Và lúc bây giờ làm gì còn có chuyện là chiến du thiền và bác bỏ tịnh độ. Thấy chưa? Tại vì chúng ta thấy cái sự dung thông của các pháp nó kỳ diệu vô cùng. Rồi, ở trong đó chúng ta thành tựu, chúng ta tự nhiên thọ dụng được y thực đối thì có pháp hỷ thực, mình nghe, mình ăn. Có thiền diệt thực, mà không có đối nữa. Tất cả đại chúng ngồi trên tòa bảy báu nghe Đức Phật cùng Bồ Tát thuyết pháp. Những sự việc trang nghiêm bất tư nghị như vậy, dẫu đến ức kiếp kể cũng không cùng tận. Kể sự trang nghiêm đó, mô tả nó một cách màu nhiệm tới trăm ngàn vạn ức kiếp cũng không thể nào hết được, gọi là ức kiếp không cùng tận. Hiện thần lực như thế rồi, Ngài Phổ Hiền bèn ra khỏi nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội. Hiện thần lực như vậy, mọi người thấy như vậy xong, sát tính đầy đủ hết xong, Bồ Tát ra khỏi đại định, tức là thu nhiếp đại định, và Ngài ra khỏi tức là Ngài trở về với một vị Bồ Tát Phổ Hiền bình thường ở trước mặt Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ đại chúng nhìn thấy tất cả mọi thứ trở về như cũ, đó là do thần lực của Ngài nhìn ra. Và bây giờ mọi người đã đủ niềm tin rồi, chuyện gì xảy ra y như chúng ta thôi. Bây giờ đại chúng thấy sự chưa từng có, cho là rất đặc biệt lạ lùng, họ ngồi yên lặng nhất tâm chiêm ngưỡng. Rồi dùng cái rất là màu nhiệm kỳ diệu như vậy, nếu như các vị nghe kỹ những gì thầy diễn đạt, các vị cũng có thể cảm nhận một phần nào đó. Giống như chúng ta đang ngồi ở tại hội Linh Sơn và có Đức Phật thuyết pháp và Bồ Tát Phổ Hiền cũng thi triển thần thông như vậy, và chúng ta cũng cảm nhận như vậy. Hai cõi cực lạc, Phật Di Đà hiện ra và tự tánh Di Đà chúng ta cũng đầy đủ, không thua kém cõi cực lạc. Và nhận ra được điều này, chúng ta thấy đây là một điều kỳ diệu. Cho nên đại chúng ngồi yên lặng chiêm ngưỡng, còn các vị thì ngồi im lặng chẳng biết nói gì. Bây giờ quốc độ Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu chắp tay bạch Phật rằng, chúng ta thấy Phật pháp màu nhiệm đấy đó. Hoàng hậu quốc mẫu Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế, cũng là một Phật tử thuần thành, rất là đẹp. Đây là một điều mà cũng hơi buồn cho Phật giáo chúng ta ở chỗ đây. Bàn nhân đến với cửa chùa thường đem cái phong cách của mình, cái phong cách quyền thế, phong cách tài năng, phong cách địa vị, phong cách giàu sang. Và giới xuất gia tiếp đãi họ với phong cách đó, và mời họ lại gần mình, và tự thấy mình giống như là một nguyên thú có thể tập trung được nhiều giới, chứ không thấy mình là một đạo sư. Một đạo sư đẹp hơn nhiều lắm. Đạo sư ai đi vào trong chùa đều là Phật tử đúng nghĩa của Đức Phật. Như Hoàng hậu quốc mẫu Vi Đề Hy cũng là một Phật tử. Bây giờ đây nói thẳng ra, đương thời bây giờ đây chưa có một Phật tử nào mà hơn quốc mẫu Vi Đề Hy đâu. Chưa có ai hơn đâu. Nhưng ở trong Phật pháp, quốc mẫu vẫn thể hiện đầy đủ cái tâm hạnh của một người Phật tử. Rất tuyệt vời phải không? Và thực quý vị, thầy đang cố gắng, thầy muốn cho cái không khí này nó được tái hiện như là thời chánh pháp. Thành ra mặc dầu cũng thương người này kính người kia nhiều lắm, nhưng thầy luôn thể hiện là không khí của thời chánh pháp. Thầy quý vị biết cái ý này, đừng có nghĩ rằng thầy không nói gì hoặc là thầy không quan tâm. Thực ra thầy biết hết tất cả mọi thứ đang xảy ra, đang diễn ra, và ở trong tâm của mọi người buồn vui như thế nào thầy cũng biết rõ. Nhưng việc của chúng ta là phải tái hiện lại cảnh chánh pháp của Đức Phật. Thành chúng ta tái hiện mà không đủ gì đâu, không được bao nhiêu đâu. Chúng ta cố gắng lắm
thì có một chút cái màu sắc vậy thôi, chứ làm sao bằng cái thần lực của Phật được, cái nghiệp lực của thầy Huyền Châu chiêu cảm là sao nổi. Và ở đây chúng ta thấy bà Vidhi ra ở trước hội chúng đến lễ Phật, thưa đại sĩ, đến lễ Bồ Tát Phổ Hiền đó, đến lễ Phật xong rồi mới thưa Bồ Tát Phổ Hiền: thưa đại sĩ, nay tam muội này thật vô cùng hy hữu, có uy lực lớn, có công năng bất tư nghị, vậy nên gọi là tam muội. Vậy nên gọi tam muội ấy là gì? Đoạn trước chúng ta đọc, chúng ta thấy lúc bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập nhất thiết Phật độ thở tánh tam muội. Câu này không phải là câu của Bồ Tát Phổ Hiền, mà đây là cái câu của ngài A Nan Kiết Tập. Ha, là ngài A Nan giống như là một cái lời kế, một lời dẫn kế lại như vậy. Và lúc bây giờ, cho nên lúc bây giờ thấy cái điều kỳ diệu, nhưng quốc mẫu Vi Đề Hy không biết đó là một định gì, cái tam muội gì mà có công năng màu nhiệm như vậy. Thành ra bà mới hối Phổ Hiền Bồ Tát nói: tam muội này gọi là nhất thiết Phật độ thể tánh, còn gọi là niệm Phật tam muội. Nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội, còn một tên khác gọi là niệm Phật tam muội. Và phẩm hôm nay chúng ta học đó là phẩm niệm Phật công đức. Công đức niệm Phật mới đạt được niệm Phật tam muội, chứ đừng có mà niệm Phật một lát rồi thấy mình không có phân tâm sang chuyện khác, nghĩ rằng á là mình đã thành tựu được niệm Phật tam muội, lầm tưởng chỗ đó ha. Ở trong niệm Phật tam muội, người này có thể xuất nhập tự tại với cảnh giới Phật A Di Đà, có thể nhìn thấy được cảnh giới Phật quốc trang nghiêm, Phật quốc độ trang nghiêm ở trong tự tâm chúng ta, khả năng diệu dụng vô cùng như là Bồ Tát Phổ Hiền, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta tập trung một chút xíu, lắng dịu một chút vọng tưởng, đừng có nghĩ rằng đó là chúng ta đã được niệm Phật tam muội. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật suốt ngày. Rồi có khi nào đó đang ngồi nói chuyện với người khác, mình nghe hình như có cái gì đó đang niệm Phật ở trong lòng mình. Khả năng này, diệu dụng này, đó là do công năng huân tu niệm Phật, và cái âm vang niệm Phật ở trong lòng nó hiện khởi do ký ức thôi, chứ không phải là niệm Phật tam muội. Hiểu không? Có một số người họ niệm Phật, họ nghĩ như vậy, tức là họ ngồi nói chuyện mà trong tâm họ thấy có niệm, họ nghĩ rằng như vậy có một cái lớp nói chuyện và có một cái tầng đang niệm, và họ nghĩ rằng cái tầng đang niệm này là niệm liên tục, còn cái nói chuyện này là do vọng tâm của họ, nó hai cái khác nhau. Họ nghĩ kia là niệm Phật tam muội, không phải. Đó là cái âm vang ký ức do khả năng huân tu chúng ta nhiều ngày, niệm nhiều nó quen, nhưng sau một thời gian, nếu chúng ta không niệm nữa, còn vài tháng thôi, không bao giờ chúng ta bắt kịp lại được cảnh giới đó. Tại khả năng huân tu đã dừng lại thì tự nhiên nó chìm lắng liền lập tức. Đó không phải là niệm Phật tam muội. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp một đoạn nữa. Do công đức xưng danh niệm Phật A-di-đà, do công đức xưng niệm danh hiệu Phật tạo thành, hoặc là kết quả tự nhiên của 10 tâm thù thắng. Đây là một câu rất hay. Tóm tắt lại, diệu dụng mâu nhiệm của 10 tâm thù thắng chúng ta đã học ở trường trước. Chúng ta thành tựu được 10 tâm thù thắng ban đầu là phát khởi lâu ngày, và sống với sự phát khởi đó lâu ngày thì thành sao? Nó thành thuần thục với lối sống đó, và bắt đầu tác dụng sẽ sinh ra, thì tự nhiên người này họ thành tựu được niệm Phật tam muội. Và niệm Phật tam muội từ đó mà có. Còn một con đường khác, đó là không sống nổi với 10 tâm thù thắng, nhưng người nào chỉ có tập phát khởi 10 tâm thù thắng, rồi sau đó họ niệm Nam Mô A Di Đà, thì họ cũng thành tựu được cảnh giới nào? Niệm Phật tam muội. Hai con đường. Một con đường không cần niệm Phật, tập sống theo 10 cái tâm thù thắng, và sống mãi với 10 tâm thù thắng, tự nhiên người này rơi vào cảnh giới
niệm Phật Tam Muội. Còn một người nữa không đủ khả năng sống hết với 10 tâm thù tháng đó, người này chỉ có khởi lên thôi, học nghiêng lấy băng giảng về nghe, tập khởi lên, à cái tâm thù tháng thứ nhất nó như, à nó như vậy, tâm thứ hai nó như vậy, khởi được 10 cái tâm thù tháng nó lên rồi, bắt đầu niệm Phật chứ không có nhớ nổi nữa, không có tập sống được đúng với 10 tâm thù tháng mà chỉ khởi lên thôi. Và sau đó thì sao? Niệm Nam Mô A Di Đà. Nhưng mà cuối cùng đường đi của nó vẫn gặp niệm Phật Tam Muội. Hiểu được chưa? Hôm trước đi học 10 tâm thù tháng thấy khó quá, thầy nói khó quá, thôi không dám học nữa. Tại vì mình nghĩ mình học mình làm cũng được. Mà thấy khó quá thì không đi học nữa. Mà không đi học nữa thôi khỏi niệm Phật. Tại vì có khởi 10 tâm mới niệm được. Còn bây giờ mình không có khởi 10 tâm nổi, tức là mình niệm Phật không đúng pháp. Tại đoạn trước có nói đó, khổ vậy đó, học kinh bộ không thể học một ngày mà phải học trọn một bộ kinh, không thể đem một đoạn giảng ra để thẩm định giá trị của nó được. Đây là chương trình phim nhiều tập, phải không? Cái phim nhiều tập mà xem quán tập mình đánh giá lung tung hết, cho nên phải xem hết rồi lúc bây giờ mới hạ hồi phân giải, mà phân giải chưa xong phim bộ, phải không? Này Phật tử, nay tôi nương thần lực và lòng đại bi vô hạn lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một cái điều cung kính. Ở trong hội chúng có Đức Phật Thích Ca ngồi đó, Phổ Hiền Bồ Tát làm gì vẫn phải nương vô thần lực và lòng từ bi vô hạn lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết công đức bất khả xưng tán của sự chấp trì danh hiệu Phật. Thầy có quen một ông thầy bạn, ông đến chùa Phước Long và nghe các chú ngồi ăn bác lên câu Nam Mô A Di Đà Phật ba câu trước khi ăn, thì ông cười lỗ mũi. Ông nói rằng uống công thầy Huyền Châu đi giảng kinh giảng pháp. Thầy mới hỏi tại sao thầy nghĩ như thế. Vì thầy này nói rằng là không có Đức Phật Thích Ca thì làm sao có Phật Di Đà. Mà ăn cơm pháp sự mọi thứ là không niệm Phật Thích Ca mà cứ niệm Phật Di Đà là sao? Cho nên như vậy là nó không có đúng. Không có đúng. Rồi thầy mới nói ông Đức Phật Thích Ca nhỏ mọn tới mức thế sao? Mà người ta niệm ngài thì ngài quan hỷ, còn không niệm ngài thì ngài giận, ngài không gia hộ sao? Làm sao ngài đem cái cảnh giới của ngài để ngài nói như vậy? Tại vì con thấy là căn tánh chúng sanh bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà nó phù hợp, và cái đó là cái bình thường ở trong bối cảnh đó. Bây giờ mình niệm Phật Thích Ca nó cũng được, nhưng mà đi qua những chỗ khác thì nó lại không có hợp, thì có gì đâu mà phải câu chấp chừng này. Nhưng mà dấu sao nữa, vị thầy này nói làm cho thầy cũng suy nghĩ. Tại vì đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi pháp môn tịnh độ, mà trong những cái pháp sự đôi khi chúng ta không để ý tới danh hiệu của Đức Phật Thích Ca. Mặc dù ngài là một vị bổn sư, nếu không có ngài thì quốc độ này không có tồn tại, chứ là không có hình thành, gọi là cái quốc độ của Phật đó, cái chánh pháp của ngài không được truyền bá, thì làm sao chúng ta biết được Phật này Phật kia. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nương vào thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết công đức bất khả xưng tán, tức là công đức không thể xưng, tức là nói ra tán, tức là tán thán của sự chấp trì danh hiệu Phật. Câu này một vị Bồ Tát nói, Bồ Tát Phổ Hiền sau khi đã hiện thần thông màu nhiệm như vậy rồi lại nương vào thần lực của Phật mà nói, chứ không phải là bình thường nữa. Chẳng hạn như giờ một ông tổng thống ha, và nương vô cái lực của ông tổng thống, chẳng hạn như ông đại sứ quán đi ha, là nương vô cái lợi ích hay là cái quyền lực của một quốc gia nếu mà nói, chứ không phải là cái nói của một phàm dân bình thường. Cái câu nói nó khác, phải không? Thì cũng vậy, Phật ngài Phổ Hiền nương vô thần lực của Phật Thích Ca và lòng đại bi vô lượng của ngài mà với cái danh nghĩa của một vị Bồ Tát thập địa,
Đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài tán thán cái công đức không thể nào mà hình dung được, không thể nào mà nghĩ được với một chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta có một giờ đồng hồ niệm Phật một tuần, chúng ta cũng nghĩ đó là bình thường. Nhưng ở trong cái nhìn của một vị Bồ Tát Phổ Hiền thì công đức đó không thể nào nghĩ bàn được. Chúng ta chỉ hiểu nôm na vậy thôi. Bây giờ mình tán thán mình không nhận ra đâu. Nhưng mà nếu như Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân ra mà tán thán, có lẽ các vị nghe lời liền. Phải vậy không? Tại cái sức nghiệp của mình ấy, cái nghiệp của mình nó không đủ sức tự khởi lên. Rõ ràng ở đây chúng ta đã nương tựa vô kinh giáo rồi đó. Nhưng chỉ còn một điều là chúng ta tự ý thức và tự thấy công phu niệm Phật của mình màu nhiệm như thế nào, mà hàng ngày ráng phát khởi tâm niệm Phật. Phải tinh tấn lắm, chứ không nó mệt. Nằm xuống nó nghĩ chuyện này chuyện kia, nó lại không nhớ tới niệm Phật. Niệm một lát rồi nó cũng nhớ tới vọng tướng, rồi nó cũng muốn niệm vọng tướng cho vui chút xíu rồi nó mới trở lại niệm Phật. Nó là vậy đó. Mà niệm Phật chút xíu rồi nói mình niệm nhiều rồi, thôi dừng lại. Chứ mình niệm chuyện ăn, chuyện uống, chuyện quét nhà, quét cửa, lấy xe, giặt đồ, ủi đồ. Tức là chúng ta niệm đúng thứ hết như vậy đó. Thế đường nào chúng ta cũng nhớ trong đầu. Phải niệm cái này, niệm cái kia như vậy. Chứ chúng ta không có thấy rằng, mà nhưng mà chúng ta biết toàn cái niệm những cảnh giới phàm phu và chúng sanh đâu có phước đâu. Còn niệm Phật công đức vô lượng. Nhưng mà chúng ta giải đại lắm. Thành ra chỉ có học pháp và so sánh để thấy rằng khi tăng thêm một câu niệm Phật thì phước đức chúng ta tăng thêm một chút và lớn lao vô cùng. Như Ngài Phổ Hiền có nói rằng là không có ai đủ sức mà tán thán xưng tán hết công đức của người niệm Phật này. Mười tâm thù tháng ấy thật ra vừa là nhân vừa là quả. Nhân cùng quả không bao giờ rời nhau. Mười tâm thù tháng khởi lên một cái tâm đó là nhân. Nhưng mà ngay lúc đó tâm trí giác ngộ sáng suốt đó là quả. Tâm nhân và quả nó tương ứng với nhau mật thiết không rời nhau. Người tu niệm Phật thì phải đề khởi 10 tâm thù thắng mới nhanh chóng thâm nhập niệm Phật tam muội. Phải đề khởi lên mới nhanh chóng thành tựu được. Hiện bày cảnh giới cực lạc. Hoặc ngược lại, người đặt trọn tín tâm nơi bản nguyện và cả đời chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Phật thì dần dần đi vào niệm Phật tam muội, tự nhiên thành tựu 10 tâm thù thắng. Tại sao như vậy? 2 tuần nữa chúng ta học tiếp. Chúng ta dừng ở đây.